Lời nói đầu tiên á, thì cho Long xin gửi những lời chào thân ái ha, những lời chúc tốt đẹp toàn thể anh em xem và yêu mến kênh của Long nha. Thì có rất nhiều anh em nuôi gà, nhưng mà thực sự là gà bị bệnh không biết cách xử lý rồi. Bệnh nặng rồi mới tìm hỏi tới Long. Thì có những anh em mà đã xem kênh của Long thì nên xem những cái clip mà Long chia sẻ về các loại tinh thuốc mà có thể mình đi ra ở ngoài tiệm thuốc y á, anh em tìm, anh em về xài. Trên các cái nhãn mác thuốc đó, nó có chỉ cho chúng ta từng các cái loại bệnh. Một cái bộ thuốc đó của Long là như Long chia sẻ, nó chỉ rất nhiều cái bệnh đơn tính, và những cái trường hợp mà bệnh nặng đó thì sẽ xếp vào hàng mà khó cứu chữa thì nó vẫn cứu chữa được. Thì nuôi gà anh em nên chữ thuốc sẵn anh em, tại vì con gà nó bệnh bất chợt là đỡ không kịp đâu anh em. Thì mình nói với anh em vậy ha. Rồi ví dụ như con gà nó bệnh, bây giờ cái thời buổi nó công nghệ rất là nhiều anh em, mình muốn tìm hiểu một cái gì đó mình lên Google mình gõ là nó ra hết à. Ví dụ như cái loại bệnh gì biểu hiện lại bệnh là bên thú y nó có chia sẻ hết, có thông tin về tất cả các loại bệnh phổ biến trên gà. Thì từ cái bệnh tích đó em dựa theo cái đó mà anh em trị theo phác đồ thuốc, và anh em tự phát triển khả năng của mình đó. Thì đối với Long ấy, cái gì nó cũng phải học, và rất nhiều dược sĩ người ta bán thuốc, người ta nói chúng tôi là người bán thuốc nhưng thực tế chúng tôi học kinh nghiệm từ những người chăn nuôi. Những người chăn nuôi người ta chia sẻ một số thông tin về các loại thuốc nó phổ biến xài hiệu quả trên cái loại bệnh này là bệnh này, dù các cái hãng sản xuất thuốc thì rất là nhiều nhưng cái hãng nào điều trị với cái bệnh gì nó phù hợp, nó thích ứng với con gà ở Việt Nam chúng ta, ở cái môi trường khí hậu chúng ta, và nó hiệu suất trên cái gà. Tại vì thành phần mình tên những cái loại thuốc mà cụ thể thì hãng nào hãng dược nào nó cũng đưa ra được hết, nhưng quan trọng nhất là cái tá dược mình chia sẻ như này. Thì đó là cái nguyên liệu yếu tố đặc biệt mà gọi là gì? Để mà nó tăng lên cái độ phát huy của thuốc và nó phù hợp cho các loại bệnh, và nó giúp chúng ta điều trị con gà nó hết bệnh. Anh em hiểu ý mình không? Và khi anh em xử lý bệnh á, thì yêu cầu là chuồng trại phải sạch sẽ, tức là khi cái môi trường của mình anh em nuôi con gà, dù con gà không bệnh hay gì anh em phải luôn vệ sinh sạch sẽ cho mình đó. Ví dụ như cái chuồng gà của mình đó, anh em thấy không, là sau khi cứ mỗi một ngày đó, với công việc của mình nếu mà không bệnh nhiều công việc á thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ đó, cái chuồng trại rồi cái môi trường nuôi của chúng ta, bằng cách đó là quét dọn dọn dẹp, xịt khử khuẩn, rải vôi sát trùng đó. Rồi khi con gà anh em đều đều điều trị bệnh và tiến hành điều trị bệnh đó, thì đó, ví dụ như con gà mà anh em muốn biết hết bệnh đó, thì cái biểu hiện của một cái con gà nó hết bệnh đó là nó dựa trên phân, anh em hiểu không đó. Thì khi mà cái phân của con gà nó ổn định
tức là nó về cái trạng thái ổn định 80% là con gà của chúng ta hết bệnh, thì chúng ta có thể ngưng thuốc. Nhiều anh em sử dụng trị bệnh xong 2 ngày thấy con gà nó tỉnh tỉnh khỏe khỏe, không trị tiếp cái 3-4 ngày sau đứt luôn. Rồi khi đưa vào thuốc điều trị rồi đó, anh em đang đưa cái loại thuốc đó vào điều trị, anh em đưa lại nó lại vô dụng luôn đó. Thì mình nói với anh em vậy trong cái phác đồ điều trị của chúng ta. Ví dụ con gà bị bệnh khò thì cái mũi nó phải là hết nhớt, hết nước mũi, hết khò, họng phải sạch nhớt, thân nhiệt của con gà nó phải ổn định lại đó. Rồi ví dụ như con gà bị chảy nước mắt, rồi bị đóng cườm trong mắt, thì con gà nó phải là hết chảy nước mắt, hết cườm, hết nhấc mũi ha. Rồi ví dụ như con gà bị phù mình thì nó phải hết phù mình đó. Rồi, ngoài bệnh của con gà thì bệnh nóng thì nó lại có bệnh lạnh, tức là ví dụ như con gà nó sốt cao nhưng mà chân nó lạnh ngắt đó, anh em hiểu không? Rất là nhiều loại bệnh. Rồi có những loại bệnh khi mà nó tấn công trên gà rồi thì nó tấn công qua chân, gây phù nề chân, viêm cơ chân đó. Thì những cái loại bệnh đó là đều là do các cái chủng vi khuẩn, thì nói chung cái tên không phải mình gọi gì nhiều, ví dụ như mi lo gì á, nói chung là công dở tài liệu này nọ ra. Thì nó, những cái loại bệnh đó đa số là ví dụ như nó là của hàng tổ trùng có bệnh, các cái họ vi khuẩn về đường ruột có đó. Và con gà của chúng ta khi mà nó muốn biểu hiện bệnh mà hết rất, với sức khỏe tốt là nó biểu hiện qua cái cục cức của con gà. Mình nói từ hơi hiểu một chút, nó là phân của con gà đó, đó. Rồi các cái lâu ví dụ như con gà con anh em thấy như vậy thì nó phải sung, nó phải chạy nhảy lăng xăng, phải ăn uống mạnh mẽ, lông lá của nó phải dẻ giặt lại bóng mới lại đó. Còn gà mà lông nó xù xù bọp ha, là không được đó. Ví dụ như một con gà như vậy là thể trạng của nó là nó lông lá của nó là gọi là tạm ổn. Đó. Thì một cái con gà mà khi anh em vô tay mà nó có biểu hiện bệnh đó, trong người đó, rất là dễ biết nha anh em. Ví dụ như một gà anh em nuôi trong bệnh đó, tự nhiên cái tay nó lỏng lẻo đi đó, các cái cơ bắp nó không còn căng lên nữa ha. Lông lá của nó anh em thấy cảm thấy nó không còn cái độ bóng bẩy, không còn sức sống nữa đó, nó bời rời ra, thần sắc con gà không tốt đó. Thân nhiệt của nó không ổn định, ví dụ nó sốt cao nóng ha, hoặc là chân lạnh ngắt đó. Thì đó là những con gà của anh em do nó nuôi ở trong chế độ đá nên nó có một cái sức khỏe tốt hơn những con gà bình thường đó, nó không biểu hiện bệnh ra liền. Nhưng thực tế những cái gì mà nó không biểu hiện ra bệnh đó, là cái cơ thể con gà nó phải tự chống chịu với bệnh, thì cái mức độ nguy hiểm tới dẫn tới cái sinh mệnh của con gà nó rất là cao nha anh em. Rồi sau khi anh em chữa các cái bệnh cho con gà của mình xong thì anh em buộc phải vệ sinh chuồng trại, chỗ nuôi sạch sẽ, từ cống nước, cống thức ăn, bội nuôi, mùng mền đó, cái chỗ đó. Dù cái trại gà của mình nó không bệnh này nhưng mà cứ định kỳ mình phải một tuần là mình phải xịt cái lối đường đi này của mình đó. Rồi cái trại gà của anh em thì một tháng anh em phải xịt rửa khuẩn. Mình không có nói đeo đâu, trong đây khử khuẩn mình để trong đó 4-5 chai rồi. Mình và khi anh em xài khử khuẩn á, mà một cách sử dụng thông minh á, là anh em phải thay đổi nhãn mác. Nhưng mà nhãn mác của cái công ty nó không quan trọng, mà cái nhãn mác của cái thành phần hóa học thuốc nó mới quan trọng anh em. Tại vì có thể là tên công ty này hoặc là tên công ty kia nhưng mà cái gốc thuốc á, nó là như nhau thì nó lại không phát huy hiệu quả.
đó. Thì anh em tiến hành cho mình vậy ha. Thì Long đã bổ trợ cho anh em về một cái kiến thức để chữa bệnh cho gà rồi, thì hy vọng tất cả các anh em ứng dụng cho nó hiệu quả ha. Ví dụ Long nói thêm, ví dụ như cái con gà mà nó đi phân lỏng, con gà đi phân lỏng mà uống nước nhiều, nó không phải là chỉ là con gà yếu đường ruột nha anh em. Khi mà muốn phát sinh ra một cái bệnh gì thì đầu tiên là con gà nó sẽ yếu đường ruột trước, anh em hiểu không? Và cái bệnh yếu đường ruột của con gà nó rất nguy hiểm nha anh em. Bệnh phân lỏng của con gà rất nguy hiểm, nó là rất là nhiều nguy cơ để dẫn tới các loại bệnh khác, và điển hình là của bệnh dịch tả thương hàn và tổ chức trùng đó, hoặc là bệnh nhiễm trùng máu. Tại vì khi cái cơ thể của con gà yếu rồi thì các cái mầm bệnh nó đang ẩn chứa trong cơ thể con gà nó sẽ tấn công và nó phát triển đó. Và khi con gà của chúng ta nó đi phân lỏng uống nước nhiều thì các cái mầm bệnh kia nó lại, khi nó tấn công vào là con gà của chúng ta nó không có cái sức chịu đựng, và dẫn tới con gà của chúng ta đi nhanh hoặc là ăn không tiêu rồi đi luôn. Đa số là từ ăn không tiêu rồi đi luôn. Nên anh em đừng xem thường cái bệnh đi phân lỏng và uống nước. Cái bệnh đi phân lỏng uống nước á, nó là tiền đề của nhiều bệnh lắm đó. Và khi anh em đưa nói mình đưa ra một phác đồ cụ thể thì mình không thể đưa được cho anh em cái phác đồ cụ thể, tại vì cái phác đồ cụ thể trên con gà mổ anh em mới biết được, còn con gà đang ủ bệnh là anh em không biết được đó. Mà nó chỉ những biểu hiện, mà những con gà anh em nuôi đá nó không biểu hiện bệnh ra ngoài nha anh em đó. Thì á anh em có thể dùng như thế này, cái thằng Clorxit của con người á, cái loại thuốc nó rất phổ biến lắm. Nhưng mà trong cái clip này mình chia sẻ cũng để mình nói với anh em vậy, với một số anh em nếu mà biết về loại thuốc đó anh em sử dụng thì nó hiệu quả đó. Viên Clorxit của người đó, nếu mà sử dụng liều của người lớn thì mình chia lại làm cho cái liều của em bé dùng cho gà ha. Cái thứ hai á là anh em sử dụng sản phẩm thuốc ỉa của con người mình ha, tiêu chảy lại tiêu chảy cấp của người đưa cho anh em ra ngoài mua tiệm thuốc tây ha. Thì nó có bán những loại thuốc, nó trong cái viên thuốc là dừng ỉa nè, rồi các loại thuốc hỗ tiêu diệt vi khuẩn hỗ trợ vậy đó. Thì anh em về anh em tán bột ra trộn đều với nhau lại hết, xong anh em cho gà uống cho mình 1 đến 2 ngày ha, 1 đến 2 ngày. Khi nào anh em thấy cái phân của nó tạm ổn định đó, thì bắt đầu anh em điều tiết nó bằng men sống ha, men tiêu hóa. Men tiêu hóa là cái loại men mà anh em ra tiệm thuốc y á anh em sử dụng á, là cái men nó chịu kháng sinh nha anh em đó. Thì khi anh em đưa uống thuốc nó vô cho con gà uống thì anh em dùng luôn men tiêu hóa đó. Cứ mỗi lần anh em pha chung với cái nước đó, tại vì khi con gà uống nước nhiều vậy anh em điều tiết nước cho uống theo định lượng, thì anh em mỗi lần em pha đưa nước vô thì anh em pha thuốc vô để nó hỗ trợ cái đường ruột của con gà ha. Và dùng những loại thức ăn mềm dễ tiêu hóa cho con gà nó ăn, và ăn với số lượng cầm chừng. Khi nào cái cục phân của con gà của mình nó thực sự ổn định đó thì lúc đó mình mới an tâm. Nó chỉ không chỉ là đơn giản là cái sự thay đổi về thời tiết khí hậu đâu anh em, từ nóng sang lạnh hoặc là từ nắng sang mưa đâu, mà nó là tiền đề của những cái bệnh rất nguy hiểm mà chúng ta không thể cứu được gà của chúng ta. Mình dám nói câu đó rất nguy hiểm nha. Tại trước đây mình đã có những đôi lúc đó, tới mình bây giờ đây là một người đã nuôi gà gọi là tạm xử lý được tất cả các loại bệnh rồi mà còn gặp sự cố với những con gà đó. Vì bệnh á anh em, bệnh công việc á, cái gà tơ nhốt vào á mình không quan sát hết á, thì thường con gà tơ nó nhốt vào nó bị xì xét
thì nó cũng có thể đi phân xấu. Đó, sau vài ngày sau nó sẽ đi phân xấu. Đó. Hoặc là nó bị sốc cái môi trường, sốc điều kiện là nó bắt đầu nó sẽ tiến hành qua. Đấy. Rồi có những con gà mình đang nuôi nó rất là bình thường, nhưng mà khi nó biểu hiện như vậy, nó đi như vậy ha. Mình khẳng định với anh em nha, là khi con gà nó đã bị như vậy, nó là tiền đề của nhiều loại bệnh nha. Rồi có những anh em sẽ nói với mình là ông xàm ông ấy, thì anh em giỏi thì anh em khỏi xem, hiểu không? Mình thì mình mang chia sẻ thực tế để anh em hiểu gì. Con gà nó ăn dơ ở giấy, ha. Anh em hiểu không? Cái môi trường không khí ở trong chúng ta nuôi là nó rất nhiều mầm bệnh, và nó hoạt động theo thời tiết, và có thể là nó ở trạng thể nang, tức là bào tử, nó ủ bệnh trong quá trình khi con gà anh em bước ra ngoài để lụm cái cục đất này, cục cát này đó, rồi nguồn nước nè, anh em hiểu không? Trong cái nguồn nước cũng rất có nhiều nhiều cái mầm bệnh lắm. Ở trong những cái loại thực phẩm thức ăn anh em cung cấp cho gà nó cũng có mầm bệnh luôn. Đó. Và khi con gà của chúng ta yếu thì những cái mầm bệnh khác nó đang ở thể ngủ đông. Đó. Anh em hiểu không? Thì nó sẽ tấn công con gà của chúng ta liền. Và lúc đó con gà của anh em không đủ cái sức đề kháng và sức chịu đựng, nó sản sinh ra cái đề kháng. Ha. Ừ. Rồi mình cũng từ khi mình chia sẻ kênh này thì mình cũng gặp rất nhiều anh em chơi gà, rất nhiều người thành công chơi gà thành công, tức là người ta sở hữu nhiều con gà danh chơi, có thể là có lợi chút đỉnh hoặc là lỗ ít, anh em không? Đó, và người ta tâm sự với mình thì đều là những người người ta chơi dựa trên bổn giống, hình hài mãi vi cụ thể rõ ràng, hoặc chơi những cái đặc tính những con gà linh ha. Đó. Rồi quan trọng nhất là cái người chủ có biết nuôi, biết đào tạo, biết huấn luyện hay không, để cộng thêm cái phần chiến thắng ha. Anh em cầm một con gà giỏi mà anh em không biết cách đào tạo, anh không biết cách nuôi, không biết cách huấn luyện, nó cũng trở nên thành không thành một chiến tướng đâu. Thì khi Long đã chia sẻ về những cái kiến thức của chăn nuôi của con gà, rồi những cái cách mà để cho anh em lựa những con gà hay, những con gà giỏi đó, thì tất nhiên Long cảm thấy trong cái cuộc chơi nó có tính hiệu quả thì Long mới mang Long chia sẻ. Thì qua cái thời gian chia sẻ thì cũng gặp rất nhiều anh em người ta chơi gà, người ta sở hữu rất nhiều gà danh, có những người ta sở hữu quá nhiều gà danh luôn anh em. Và những con gà nó đều có những cái đặc tính riêng, đặc tính đặc thù của những con gà tốt, ví dụ như là cấu tạo bộ vảy tốt, hệ khung xương tốt, tay tốt, mặt mày tốt, bổn giống thì người ta thấy hay, nhiều khi người ta mua nó làm sao biết bổn giống ha. Rồi ví dụ như là ngủ ngày tử mị đó. Đó, mình nói với anh em vậy ha. Thì những cái gì kinh nghiệm của người đi trước người ta chia sẻ lại chúng ta thì nó không có vô nghĩa đó. Và những gì kinh nghiệm của những người mà chăn nuôi lâu năm mà người ta chia sẻ, người ta chỉ mình thì cũng không có vô ích, thì Long nói với anh em vậy ha. Hy vọng clip clip này xem nó mang tính chất nhiều bổ ích tới anh em, và nhận được cái sự yêu thích của anh em bằng cái anh em bấm cho mình một cái lượt like ha. Xin chào và cảm ơn toàn thể anh em nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình ha.